Chào cả nhà, cảm ơn các cháu nha. Bữa nay mà mình đi xuống núi nha, đi Dương Đông nha. Mình cũng nghe nói cái quán mà của quán ăn của Thái đó, ở Phú Quốc này nổi tiếng lắm nha, đang hot nha cả nhà. Bây giờ mình tìm tới rồi mình sẽ thử. Bây giờ mà bữa nay là cũng là thử thách, mình sẽ vô, mình có thể vô cái quán đó mình xin để mình làm phục vụ để mình kiếm một bữa ăn miễn phí nha cả nhà. Dễ đó. Duy xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay Duy với cha thì đang ở Dương Đông, đang ở trường cấp 3. Duy đang ở đường Hùng Vương nè. Là sau lưng Duy là quán cơm Bình Ký nè cả nhà. Đây là quán cơm Bình Ký ở gần trường cấp 3. Thì ở trong quán cơm Bình Ký nó sẽ có một cái đường hẻm. Cái đường hẻm để đi vô cái quán đồ ăn Thái ở Phú Quốc đó cả nhà. Đây tới nha cả nhà. Tới nhà, tới quán này nha. Quán này quán tút tút nha cả nhà. Chào cháu, ở đây ai chủ quán nè? Dạ dạ con. Vậy á, vậy bây giờ chú bây giờ cũng xin phép là vô đây để hỏi cháu coi như là tính xin coi như là vấn đề để mà xin phục vụ đó. Không. Thì chú cũng cần gì cái gì ở trên đó để phục vụ rồi, chẳng hạn như là thì cũng muốn có một bữa cũng như là như bây giờ làm đi, cũng chú không nghĩ là đồng tiền đâu. Dạ. Không thì chẳng hạn như làm thì có một bữa ăn khuy gì đó ha. Dạ. Thì cũng thử nghe nói cái món Thái hiện giờ là cháu bán ở đây cũng nói ấy nè. Dạ. Chú cũng muốn vô phục vụ. Dạ. Cái quán Thái cũng yêu thích cái món Thái. Dạ. Thì để mà không lấy tiền bạc gì thì chỉ ăn thôi. Không thì làm thì nói chung là thực khẩu cũng sao cũng được, ok không. Dạ, dạ. Có gì làm lấy phục vụ. Dạ. Mà ha, được thì cho chú xin làm. Dạ. Xong bữa hoặc là một tối này ha. Dạ, dạ được chú. Dạ được. Dạ. Quán con thì chuyên bán đồ Thái với lại quán này là một trong những quán đầu tiên tại Phú Quốc. Ừ. Nên là giờ chú vô trong đây đi để con giới thiệu chú một số cái cách làm. Dạ 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 dạ. Có chiên gà cây nè. Ừ. Bát Thái là dạng khách có họ bát Thái là gì? Em phở xào với kiểu Thái. Ừ. Cha mày học thuộc menu nha. Ừ. Rồi menu. Cái mì cây tôm dùm này nè là cái mì cây. Ừ. Cái mì cây vị tôm dùm là cái vị của Thái Lan. Ừ. Anh đi làm bên Thái Lan được bao nhiêu lâu rồi anh? Mình có thời gian làm việc và sống ở Thái Lan khoảng 5 năm. 5 năm. Là anh cũng nấu ăn bên đó. Công việc thì mình cũng làm văn phòng nhưng mà do là yêu thích các cái món ăn cũng như là ẩm thực mà đậm vị Thái đó nên là mình cũng làm. Nói chung là mình tâm đắc vào những món ăn của mình á nên là dạ. Mình truyền hết những cái gì mình yêu thích vào cái món ăn. Ăn gà càng nhiều ha. Các loại luôn. Như vậy là cái gì cũng cái ít cái vừa. Ủa mà chị ngộ ha, ở đây ai cũng đứng nhưng mình cho ngồi vậy? Phải biết sao ngồi, biết sao mình phải dựng sức cây ngồi khách vô nùm được rồi làm sao mình có sức mình tiếp không? Món này nghe nói có nó hot nhất là hiện nay luôn á. Đúng rồi, tại vì hiện tại là cái món đặc trưng của tụi con là về sâu tầm vữ đu đủ, ngoài ra thì nó có sườn cây. Thì sườn cây Thái Lan có đầu tiên ở Phú Quốc là tại quán tụi con. Vậy ha. Dạ. Em là chuyên về làm sâm tầm hả? Dạ. Là cứ order sâm tầm là em làm. Dạ, em có bên Thái không mà làm cái này do biết anh bếp chỉ em? Dạ em học từ anh bếp. Ủa cái này là mình là sâm tầm ghẹ hả em? Dạ sâm tầm ghẹ trên sầu huyết. Sâm tầm ghẹ sầu huyết. Dạ. Cái này anh thấy bạn gái anh ăn rồi nè. Dạ. Cũng ngon lắm. Cái này là cái kia là đậu que. Dạ đậu đũa. Đậu đũa. Cái trên logo của mình nó có một cái chiếc xe nổi tiếng ở phần bên Thái. Là xe túc túc nhưng mà chính xác cái chữ của nó là túc ca chứ không phải là túc tê. Tại vì quá nhiều quán đặt tên là túc túc rồi nên con đặt theo một cái tên thuần Việt luôn. Đây là túc túc thì vậy gọi. Nói chung là cái quán hiện tại là túc túc này là mở là rất là hot tại vì nhiều tín đồ mê đồ ăn Thái Lan á, là mình đâu có cần phải bỏ tiền đi qua bên bển đâu. Hiện tại Phú Quốc thì với cái thời tiết mà trời xe lạnh như vậy á thì vô thưởng thức một cái sườn cây Thái Lan là hết sảy. Xong khui khui đưa bia xong khui tiếng đồ nó cái đồ khui.
Em nghe nói là quán này hình như là quán cũng là quán đầu tiên ở Phú Quốc là có phong cách cái kiểu như là sâm tầm Thái này. Kiểu như là em thấy cái gói này rất là giống nè. Đúng rồi, gói này là mang từ Thái về luôn. Mang Thái về luôn. Dạ đúng rồi. Đó là cách làm rất là y chang luôn. Tại vì anh biết sao không, em cũng có bạn gái Thái Lan á, cho nên là em cũng hiểu một xíu xíu về Thái Lan. Thì cũng ăn sâm tầm người ta làm á là sẽ làm ở trong đây. Đó, đã đầm gì đó. Đó. Khi mình giả bằng gói á thì nó sẽ đều và nó thấm vị hơn cái sợi đu đủ á. Rồi em là fan của chú luôn á, nhất là trời ơi chú mà gáp một cái ra là bài gì em, bài gì biết bài gì không? Cái bài chuẩn bị mình đi bụi đó. Anh fan chứ, giờ mình xin vô phục vụ là đâu đó dễ dàng, phục vụ là phục vụ chứ. Một cái sườn cây xe nhỏ cho 5 cây xiên nướng. 10 cây đi, 10 cây xiên nướng. Còn cái sườn cây nhỏ rồi xiên nướng mấy. Hai 20, 20, 20 cây á. Cây. 10 cây, 10 cây, 10 cây. Là 20 là hai chú cháu này, hai chú cháu mình rút luôn á. Vậy nước suối với bia mới để đâu luôn. Nước suối giấu nước trong đâu sao thấy. Chú nói một câu rất là vui, chú phục vụ đây mà chú hỏi nước để đâu ta. Phục vụ đây mà chú hỏi nước để đâu ta. Hơi luôn nghe, hơi luôn, thấy sườn hơi luôn nha. Ăn xong cái món này cảm nhận sao mấy con? Cay, mềm. Mềm cay. Sườn mềm, ăn rất là ngon. Dạ. Giờ chuyển qua là cứ cay mềm, mềm cay. Ê, xin qua, xin qua. Để này vô trong đây. Ừ, đúng rồi. Anh Hạnh được một vụ mê quý khách à. Anh Hạnh phục vụ quý khách à. Tục tới tục lui đâu biết người nào khách đâu. Anh ơi, hôm nay là ba em thử thách. Thử thách là thử xin phục vụ quán này nè. Để cuối giờ đó ăn mấy món miễn phí. Dạ đúng rồi, hợp lý. Gọi ba đi. 1, 2, 3, vô. Chết rồi cả nhà ơi, giờ đi phục vụ, giờ khách mời giờ vô ngồi nhậu luôn rồi cả nhà ơi. Em là cái người biết cha qua TikTok đúng không? Có hết luôn rồi. Có hết luôn hả? Là fan cuồng luôn. Hai anh em ở trong nhà luôn á. Hai anh bước đúng một bước chân luôn. À thì ra là không có bước thứ hai luôn. Rồi đẹp. Đẹp vậy? Đẹp, chụp rồi hả? Chụp rồi. Đẹp rồi thì thôi chứ sao bây giờ. Chụp hình với fan kìa, rồi. Fan nhí kìa. Đây con. Đây. Kìa anh chụp hình đi, em quay mà. Rồi cho mấy đứa. Hai quái liền. Mạnh mẽ lắm. Nói chung là con cũng vô đây. Đây coi TikTok với YouTube bây giờ luôn á. Ghiền lắm, nhỏ mẹ ghiền lắm. Đây nè, chụp hình đây mà. Ủa chụp hình đâu? Ủa chụp hình đâu? Chụp hình đây nè, anh quay thôi mà. 1, 2, 3, cái này nha, 2, 3, cái này nha. Rồi, ok. Mình cảm ơn. Yeah. Bạn chụp cho bạn gái anh. Xong bạn gửi qua quay qua quay vô lên cho bạn. Bốn giờ giữ đây nè. Thấy giờ này cũng trễ rồi, hôm nay hết cũng đông, chú có cực quá không? Có gì đâu mà cực, không? Đông mà vui, không? Dạ. Không có vui là nó hết mệt nè, không có gì mà mệt hết trơn á. Cũng đói bụng rồi cả nhà ơi. Giờ mình vô tiệc thôi. Chào cả nhà, các con, các cháu nha. Bữa nay cũng như là cũng có thành quả, cái công lao ha. Mình cũng phục vụ cái quán Tút Tút Thái này ha, là món ăn Thái ha. Thì bây giờ chủ quán cũng làm những các món Thái này nè, không rất là ngon không, rất là đặc biệt, cũng mời mình
nó là đãi mình để mình ăn một bữa, thì nói chung là cũng là thành quả của mình. Thì bây giờ thôi, bây giờ mình mời cả nhà các con các cháu ha, rồi bắt tay, rồi bây giờ không nói nhiều nữa, món đã lên sẵn hết, ngon quá rồi cả nhà ơi, các con các cháu bơi vào ăn thôi. Tôi với lại xin que phải không? Dạ, xôi xin. À, xôi xôi xin que. Mình là rau củ quả không ha? À, rất là ngon nha. Món gì đây? Dạ, cái này là món bát thái. À, bát thái là có tôm với lại hủ tiếu xào ha, với đậu hũ nữa phải không? Đậu hũ, tôm, hủ tiếu xào nha, bát thái nha. Bây giờ mình thèm cái món Thái Lan, lẽ bây giờ mình bay qua Thái Lan thôi, đẩy cái tiền vé Thái Lan để tôi vô đây tôi ăn cũng sướng hơn đi cái nhà ha. Còn một món này nữa mà cũng là sum tâm đúng không? Dạ, cái này là sum tâm gỏi đu đủ ba khía, đúng rồi, ba khía sum tâm ba khía nha, gỏi đu đủ nha. Quá trời ngon, quá trời thèm luôn. Tại vì tụi con ở đây là làm thủ công, không dùng máy bào mà tụi con là bào bằng tay, nên cái sợi đu đủ nó sẽ có ra như vậy. Đúng. Dạ. À, chú ăn thử đi. Tại vì quán con á, cái món sợi gỏi đu đủ này nó có rất là nhiều loại hải sản khác nhau. À, ngoài ba khía ra mình có tôm, có mực, có ghẹ, có ốc hương, có sò huyết, là có rất nhiều các loại hải sản có thể ăn kèm với lại gỏi đu đủ này. Và mỗi cái loại món khác nhau á, mỗi cái mùi của vị hải sản nó sẽ làm cho một cái món gỏi đu đủ nó có mùi vị riêng. Rồi, giờ một mời chú ăn thử cho miếng ba khía nha. Nói chung là nào giờ không có ăn ba khía thiệt, phải không? Mà ba khía này bây giờ nói chung là bây giờ hỏi thật thử nha, hỏi cái nha, hỏi thiệt nha, mình ăn theo mình sao ăn nhóc mình thấy cái bập đúng không? Dạ dạ, cái này là mình ăn giống như mình dạ. gặm á, dạ, cái hương vị cuối dạ. Nó cái hương vị chứ không phải là nghe nuốt luôn ha. Dạ dạ, coi thử coi nha, ba khía nha, ba khía nha, ba khía Thái luôn mà. Dạ, ba khía Việt Nam. À, ba khía Việt Nam nhưng mà trong tầm làm Thái nha. Nha, làm cái nó coi nha, nó chỉ bập thôi nha. Chèm miếng gỏi. Nó mặn mặn nha, mặn mặn ngọt ngọt. À, đúng rồi đó nè ha, đó ngon quá. Đây là sâm tầm. Xôi xiêm quay. Mì cay tôm dâm. Súp chân gà cay. Bát thái đây. Sườn cay đây. Khui hải sản. Rau. Đây thì chú cũng xin phép ba tối rồi ha. Dạ. Chú về ha. Dạ, cảm ơn con ha, cũng giúp chú hoàn thành cái vấn đề cũng như là chú cũng xin vô phục vụ gì đó. Dạ. Để thử thách để coi như là giúp quán lại biết cách phục vụ gì đó. Không dạ. Là hài lòng khách ha. Dạ. Thôi về một cách món ăn rất là ngon ha. Dạ, con cảm ơn con nhiều. Nhiều ha. Dạ. Thì, bây giờ cả nhà các con các cháu nha, có ai đi du lịch đó thì ghé Tút Tút nè. Ha, cái chỗ trường học cấp 3 đó, Dương Đông Phú Quốc có trường học cấp 3, Tút Tút phải không? Quán ăn Thái. Rồi, rất là ngon nha cả nhà. Dạ. Thôi về vợ vợ con chúng tôi nó đuổi nó chết nữa. Cảm ơn chủ quán đã tạo điều kiện để cho làm thực hiện cái video này. Đó, thì cũng chúc em buôn may bán đắt càng ngày càng phát triển cái quán nha. Quán Thái Lan duy nhất ở Phú Quốc mà đồ ăn rất là ok, rất là ngon, thể ăn quá ngon rồi. Rồi. Dạ, hứa hẹn sẽ có thêm nhiều chi nhánh ở nhiều đường khác nhau. Đó, hứa hẹn luôn, con chủ lớn luôn. Rồi. Rồi, tạm biệt. Rồi, tạm biệt nha, chào. Bye. Rồi, chào cả nhà.